Đường xuất phát của Hà Nội ngày hôm nay, sơ đồ chiến thuật là 3-4-3. Ba trung vệ là Duy Mạnh, Thành Trung và Tim Hô, tân binh người Luxembourg. Bộ đôi tiền trung tâm là Đỗ Hùng Dũng và Đậu Văn Toàn. Đình Hai và Xuân Mạnh là những vị trí đá cánh. Bộ ba tấn công của Hà Nội là Văn Quyết, Ta Quê, cầu thủ người Cameroon và Denison Pereira, cầu thủ người Brazil. Đường xuất phát của Nam Định sơ đồ 4-2-3-1, trong cầu môn là Nguyên Mạnh. Bộ đôi trung vệ là Thanh Hào và Lucas, cầu thủ người Brazil. Hai hậu vệ biên là Hồng Duy và Văn Kiên. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Văn Công và Lý Công Hoàng Anh. Tiền đạo cắm là Rafael Sơn, ba hộ công là Văn Vĩ, Henrio và Văn Toàn. Văn Toàn rất nguy hiểm, chuyền vào cho Rafael Sơn. Đây là bàn số 1 ở mùa giải này với 14 bàn thắng. Rafael Sơn lúc này nhận được sự hỗ trợ rất tốt của đồng đội. Hai cái chân trái Henrio và Hồng Duy. Nguyễn Phong Hồng Duy. Bóng đi không trúng đích. Phút thứ 15 hiệp 1 trận đấu giữa Hà Nội và Thép Xanh Nam Định, tỷ số vẫn là 0 đều. Nam Định vẫn đang chơi lấn sân. Tuy nhiên đây là thế trận mà Hà Nội có thể chuyển đổi để phản công. Rafael Sơn. Vào! Pha bóng quá đẹp của tiền đạo người Brazil. Rafael Sơn vẫn tỏ ra rất có duyên ghi bàn vào lưới câu lạc bộ Hà Nội. Tuy nhiên phẩm chất ngôi sao của Rafael Sơn vẫn đã được phát huy. Anh được rảnh chân và tung ra cú đá hoàn hảo. Henrio chính là người đá kiến tạo cho Rafael Sơn. Vẫn là bộ đôi xuất sắc người Brazil. Phút thứ 25 hiệp 1 của trận đấu và Thép Xanh Nam Định vẫn đang dẫn 1-0. Cầu thủ mở tỷ số là Rafael Sơn. Cú đá rất đẹp mắt và hiểm. Cú sút chìm. Nhưng Nguyên Mạnh đã kịp cảnh giác để cầu thủ người Brazil Denison Pereira hoạt động. Trần Văn Kiên. Thép Xanh Nam Định đang có bộ khung rất vững, lực lượng dày. Treo bóng khá nguy hiểm. Văn Toàn. Cú đá từ xa. Văn Chuẩn đã kịp cảnh giác. Denison Pereira. Khá nguy hiểm. Không an toàn. Rất may cho cao thủ Thép Xanh Nam Định. Suýt nữa thì Taguio đã nắm được cơ hội. Pha trả về không an toàn. Đã có những sự bối rối. Đã có tác động trừ trung vệ Lucas, nhưng trọng tài nói không, không vào. Liên tục những pha sóng gió trước cầu môn của Nguyên Mạnh. Pha lên bóng của Đình Hai. Pha va chạm lần này quả thực là không có gì cả. Văn Vĩ. Nguy hiểm. Đá vào góc hẹp. Không được. Henrio là cầu thủ đầy sáng tạo. Chân trái rất khéo. Có Hà Nội đã dần lấy lại thế cân bằng và trận đấu diễn ra trong thế đôi công. Tuấn Hải, cú đá từ xa rất đẹp mắt, sút bồi vẫn không vào. Ba pha dứt điểm liên tục và lưới của Thép Xanh Nam Định đã rung lên. Người ghi bàn là Văn Quyết. Thêm một lần chúng ta thấy khả năng tạo đột biến của Tuấn Hải tốt như thế nào. Văn Quyết không việt vị. Bóng đi mạnh và lạ. Sau pha cản phá đầu tiên của Nguyễn Mạnh, theo quan sát của chúng tôi, Văn Quyết không biệt định.
Rafelson, cú đá góc hẹp. Văn Chuẩn đã kịp cảnh giác. Văn Kiên, cú đá từ xa. Rất nguy hiểm. Pha xử lý không gọn gàng của Văn Chuẩn. Suýt nữa Văn Kiên đã ghi bàn. Một pha bắt bóng không tốt của Văn Chuẩn. Rất may là bóng lại đi ra ngoài. Văn Chuẩn cố gắng bắt dính bóng. Bóng tuột khỏi tay. Rafelson, bên phải là Văn Toàn. Rafelson, bóng đi hơi bổng. Văn Kiên, sút không vào. Pha xoay người dứt điểm của Henrio. Nguy hiểm. Cú đá rất nguy hiểm. Một pha dâng lên dứt điểm của trung vệ Duy Mạnh. Và bây giờ là sự góp mặt của Tuấn Anh. Văn Quyết đá phạt góc. Cú đá của Đình Hai. Với những cầu thủ như Đình Hai thì nếu tập luyện thi đấu tốt sẽ có những cơ hội. Trong bối cảnh Hà Nội có huấn luyện mới. Lê Văn Xuân rất cố gắng đánh đầu. Pha dứt điểm hơi với. Đó là Taguier. Bóng chưa hề ra ngoài sân. Tuấn Hải chính là người đã sút bóng mạnh từ ngoài vòng cấm, khiến cho Nguyên Mạnh không thể bắt dính bóng và Văn Quyết sau đó thành công. Taguier phạm lỗi với Ngọc Sơn. Cú đạp từ phía sau rất nguy hiểm của Taguier. Và bây giờ trọng tài Nguyễn Mạnh Hải sẽ ra trực tiếp theo dõi màn hình. Trọng tài sẽ trực tiếp quan sát màn hình khi mà tổ va và quyết định của trọng tài có quan điểm ngược nhau. Quan điểm của chúng tôi là thẻ đỏ tình huống này. Trọng tài rút lại thẻ vàng và bây giờ sẽ là thẻ đỏ dành cho Taguier. Hoàn toàn chính xác thôi. Taguier có thể chỉ ham bóng nhưng là một bài học dành cho anh. Nguy hiểm. Cú đá của Văn Trường. Bình Dương lúc này vẫn chỉ có 26 điểm. Hồ Khắc Ngọc sút. Tuyến hai dứt điểm. Bóng lập bập đập vào dọc. Suýt nữa tỷ số là 2-1 cho Thép Xanh Nam Định. Đó là dấu ấn của Tuấn Anh. Văn Toàn. Trung vệ Lucas đã lên để sẵn sàng chơi đúng không? Lucas vào! 2-1 cho Thép Xanh Nam Định. Những giây phút cuối cùng của trận đấu. Chiến thắng đã đến rất gần với Nam Định trong trận đấu này. Đội bóng Thành Nam những năm qua thường thất thế tại sang lấy. Nhưng bây giờ thì cửa chiến thắng rất lớn. Đầu tiên của Lucas Alves de Araujo trong màu áo Thép Xanh Nam Định. Rảnh chân và đếm lòng rất đơn giản sau nỗ lực của Rafelson. Lucas lại vừa có mặt để cản phá. Và như vậy thời gian của trận đấu đã hết. Bàn thắng ở những giây phút cuối cùng của cầu thủ người Brazil Lucas đã giúp cho Thép Xanh Nam Định có một chiến thắng có thể nói là mang tính lịch sử tại sân vận động Hàng Đẫy.
Đúng là vị thế của Nam Định đã thay đổi. Đội hình liên tục được nâng cấp. Và đến bây giờ khi gặp đội bóng cứng cựa Hà Nội tại hàng đấy thì họ đã không còn mất điểm nữa. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.